đừng thích ăn kem muỗng. Với thiết kế nhỏ gọn, vòng đệm silicone giúp giữ kín hơi và tránh rò rỉ đồ ăn. Tay cầm dễ dàng xách đi và có thể gấp gọn khi không dùng đến. Đế silicone chống trơn và bảo vệ đế bình. Thân bình được làm từ chất liệu thép không rỉ, giúp giữ nhiệt trong thời gian dài. Muỗng đi kèm cất bên trong bình và mở ra dùng dễ dàng. Hộp đựng nhỏ tiện lợi để chứa đồ ăn đi kèm hoặc nước sốt. Phù hợp với nhiều loại nhu cầu sử dụng. Hai màu để lựa chọn. Phù hợp sử dụng nhiều nơi cùng các món ăn khác nhau. Bộ hộp giữ nhiệt đựng thức ăn kèm muỗng. Premium Life. Lock and Lock.